Lê. Nghề nghiệp hiện tại chúng ta có 4 phù hợp. Trời. Ở phía tâm linh. Ở phía yêu lập rồi. Nghiệp hiện tại có quả của nghiệp ấy hiện tại thứ hai á tiết cầm mang nó thấy cầm mắt với bà cô nghiệp hiện tại không quả gì nữa này hiện tại nó cũng không có được rõ lắm tâm niệm tiếp đi có nghĩa là ở trên là cái trong cái có trong cái nghiệp hiện tại này trong hiện tại cái tạo nghiệp này và nó có cái quả của nghiệp đó ngay trong cái hiện kiếp đó cái hiện tại đó đó là trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai là cái nghiệp tạo trong hiện tại này tạo trong hiện tại nhưng mà nó không cho quả trong cái hành nghiệp thứ nhất này ví dụ như có một người đánh người khác
nhưng mà không bị bắt, không bị gì hết, không bị hình phạt gì hết, thì cái quả đánh người khác không bị gì hết, nó không cho quả, nghĩa là nó không có bị, không có kiếp này. Hoặc là cái người mà bố thí hay là một cái người cung kính thì chẳng hạn vậy, mà cái quả nó không có cho, lý do tại sao không cho, nó chỉ có những cái lý do chứ không. Ví dụ bố thí mà nó không cho, hoặc là cái cung kính mà nó không cho, không cho quả, nó cần phải có những cái lý do của nó. Cái thứ ba là việc hiện tại nó cái cầm năng. Ở đây còn nghĩ nghĩ hả? Mẹ con xin nghỉ sửa nhà. Đi đâu? Đi sửa nhà, vẫn chưa sửa xong thôi. Sửa nhà, nhà đâu sửa hoài à? Nhà hỏng phải sửa hoài lắm. Nhà để mới ăn. Dạ không, cái nền, mất cái nền. Nghiệp hiện tại sẽ có quả của nghiệp đó, là nước thứ tư là anh thấy cầm ăn ná không biết sắp tí cầm mắng lừa cô, nghiệp hiện tại sẽ không có quả của nghiệp đó. Nghiệp hiện tại sẽ không có quả của người đó. Đây là bốn nghiệp với cái trong hiện tại. Như vậy sự vận hành của nghiệp, chúng ta thấy vận hành của nghiệp quá khứ là có mấy điều? Sáu điều. Vậy vận hành của nghiệp trong hiện tại có bốn điều. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái vận hành của nghiệp trong tương lai. Đó là nghiệp tương lai, chúng ta nghiệp tương lai là nghiệp mà sẽ tạo nếu như còn hơi ngồi. Bây giờ vị thánh A La Hán có tạo nghiệp trong quá khứ không? Vậy vị thánh A La Hán có tạo nghiệp, có tạo nghiệp trong quá khứ không?
quá khứ quá khứ là gì? Nghĩa quá khứ là nghĩa bằng kiếp trước tới kiếp trước tới có chưa chưa có không có vậy thế này là hắn có tạo nghiệp chứ quá khứ là quá khứ không trước vậy vậy tánh này là hắn có tạo nghiệp ở quá khứ không cái người mà tạo nghiệp ở trong quá khứ là phải ai lấy không? Không vậy vậy ai lấy có tạo nghiệp trong quá khứ không? Cái người mà tạo nghiệp trong quá khứ là phạm nhân hoặc là thánh hữu học thôi. Vậy ai lấy thì sao mà đã quá khứ là sao mà trong trong kiếp đó ngài đã biên tập luôn rồi làm gì tạo nghiệp nữa? Ôi, mà vậy ai lấy ngay trong hiện tại có tạo nghiệp không? Có không? Không có không? Hiện tại giờ quá khứ rồi nó tạo rồi sao nghiệp vô tướng nó quá khứ rồi không tạo rồi. Trong nghiệp hiện tại có tạo không? Dạ không. Vậy vậy thánh này là hán ở trong hiện tại này có dữ giới không? Dạ có. Có tạo nghiệp không? Không vậy đánh vậy đánh ai là hán ở trong 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 vậy đánh ai là hán trong kiếp hiện tại vậy đó chưa biên tập nó vậy đó tin chú pháp không có không vậy vậy đó có tạo nghiệp không nghiệp vô ký là nghiệp nào trong trong cái nghiệp chưa không thấy có nghiệp nào gọi là nghiệp vô ký á không có chỗ nào gọi là niệm nghiệp vô ký á sao không cho quả được nếu mà đã không cho quả thì có phải là nghiệp không vậy nếu mà không cho quả thì có gọi là nghiệp không không cho quả hả cái không cho quả hay có cho quả nó không thành vấn đề có vấn đề không là vì đó có tạo nghiệp không có đôi khi phàm nhân tạo cái nghiệp nhưng mà đâu có cho quả đâu thì cái chuyện mà cho quả hay không cho quả đâu thành vấn đề trong này có những người phàm nhân tạo nghiệp mà cái nghiệp đó nó không cho quả đúng không như vậy thì nói về cái cho quả là khác còn nói về cái nghiệp là khác vậy vậy thánh A La Hán có tạo nghiệp không như vậy nghiệp đó gọi rồi gọi là nghiệp gì vô nghiệp mà sao mà cái cho quả được nghiệp nó cho quả vậy thánh ai là hãng tạo nghiệp nghiệp nó cho quả bây giờ cái vị thánh A La Hán có một cái tâm có tâm tâm này là tâm như bác đúng không phải không ở tâm như bác này nó có cho sắc tâm không có không như vậy tâm như bác này có cho quả này không bây giờ nói tới nghiệp khi nói tới nghiệp khi nghe tới chuyện nghiệp là mấy chi pháp nó là gì tâm sở tư bắt buộc phải lấy là tâm sở tư bởi tâm sở tư là cái động lực để tạo nghiệp mà bắt buộc khi nói tới nghiệp là phải nói tâm sở tư không có nói cái tâm nữa nha nói cái tâm sở tư nó là chủ yếu
Danh thức Phật ngày dạy là che tá hăng phí cô quê câm măng bá đa mí này các thường thương như lai chuyên bố sự cố ý là nghiệp mãi đã nói cái nghiệp phải nói tâm thứ tư. Như vậy trong cái tâm duy tác này sau ai mua hình sư cái quay chị bản hết rồi. Dạ sư ơi. Cái quê này nó cái gì dùng để đập đó nha. Quê này đập. Những cái tâm duy tác này nè, có tâm duy tác không? Có. Có không? Có. Vậy thì ai đáng có tạm nghiệp không? Có. Đó đây. Khi nó tới nghiệp là phải nói tâm sở tư đúng không? Đúng. Mấy cái tâm sở này có tâm sở tư không? Có. Chắc có không? Tại sao có? Hỏi mấy câu hỏi đơn giản như vậy. Bởi vậy tâm sở tư nó là một tâm sở biến à, nó có mặt trong tất cả các tâm. Cái câu này xưa lắm rồi á Diễm ơi. Mà quên hết rồi. Đây lúc thọ tưởng tư thẩm quyền nhất hành thẩm quyền tâm ý bảy tâm sở này tâm sở biến hành hãy có tâm là phải có nó mà hãy kia nó có nó là phải có tâm không biết tâm gì nhưng hãy có nó là phải có tâm mà khi đã có tâm phải có nó bởi vậy bây giờ nó mới gọi là biến hành mà có mặt trong tất cả các tâm ừ. Ê, do có tâm tư này nằm ở trong này đúng không? Phải không? Mà tâm tư là nghiệp đúng không? Cái đời sống bình thường của vị Thánh A-la-hán sử dụng những cái tâm này đúng không? Không phải không? Như vậy vị A-la-hán có tạo nghiệp không? Nghĩa nghiệp mới gọi là nghiệp gì? Nghiệp có hai loại. Nghiệp có hai loại. Còn loại là nghiệp gì thôi? Cầm máu với bà cá. Tức là cái nghiệp này nó cho quả khác thời kỳ. Tức là khi tạo nghiệp ở đây 5 tháng sau cái nghiệp này mới tổ. Cho dù ngay trong kiếp hiện tại cho nữa cũng giống như ông Bưng Nó Cá nha. Sáng cũng vừa ngày Xá Lợi Phất, buổi trưa đất cũng cài lên biến thành vàng. Thì buổi sáng với buổi trưa này nó khác nhau không? Khác. Cho nên cái nghiệp này được gọi là nghiệp khác thời kỳ. Mà cái quý ba cá có nghĩa là nghiệp là chín mùi. Quý ba cá là quả chín mùi. Cho nên quý ba cá được nhập là vị thuộc quả, quả là chín mùi. Vị là khác thời, thuộc là chín rục, chín mùi. Được nấu chín lên khá là kỳ. Đây là cái nghiệp thứ nhất. Nghiệp thứ hai là nghiệp vô giá. Nghiệp vô giá này không phải là cái nghiệp kia, không phải là ngũ nghịch đại tội. Cái nghiệp vô giá có nghĩa là cái tâm nhân nó vừa có xong, sau đó tiếp theo là tâm quả ngay lập tức. Đây là nằm trong độ nào? Độ nào? Nghe bây giờ cái lộ cái này cái nghiệp vô gián này được gọi là có nghĩa là quả của nghiệp. Sinh theo sao tâm nhân
này là cái quả này nó nằm trong cái lọ tác đạo, có nghĩa là đây đúng lọ biết giờ đây đúng không, chuẩn bị cận hành thứ cô đó nè đạo đây phải là đồi lỗ đất đạo không? Phải không? Đây phải là lỗ đất đạo không? Cái lỗ đất đạo này là lỗ đất đạo của mấy? Lỗ đất đạo này là lỗ đất đạo ba đạo cao. Chữ chữ V này là cái tâm nào? Cô đã na là tâm tiếp mật. Còn nếu như cô ra cô là lỗ đất đạo nào? Đúng rồi. Cô ra cô là đất đạo dự. Đúng không? Sao cái đạo như lô này thì cái tâm quả này sanh ra liền liên tục liền không dám đọc. Cho nên trong cái ân đức pháp đó, hạ cao như cô là phi thời gian nó vừa đã chứng đạo xong rồi chứng quả ngày lập tức không chừng chờ hạ cao như cô ân đức pháp có cái ân đức là hạ cao như cô không là phi thời gian đó nó không có chừng chờ thì cái này được gọi là liên vô gián, có nghĩa là không có gián đoạn, vô gián thì nó không gián đoạn, chứ không phải cái nghiệp vô gián là năm nghiệp trong tội đâu nha. Cái nghiệp này là cái nghiệp vô gián, tức là cái tâm quả nó sanh lên tiếp theo cái tâm đạo thì nó không có gián đoạn. À, cho nên ở trong mọi duyên mới gọi là nghiệp vô gián duyên đó. Quả nghiệp sanh ra đó, tâm quả. Thì hai cái này được gom chung là một, cũng được gọi là nghiệp dị thời. Tại vì vô cái sắc na trước rồi tiếp theo đó là sắc na thứ hai, thì sắc na trước nó là quá khứ mà sắc na thứ hai nó là hiện tại. Nếu sắc na thứ hai nó là hiện tại thì sắc na trước của nó phải là quá khứ, mà sau cái sắc na trong hiện tại này thì nó là vị tương lai. Nhưng chúng ta sẽ có là đây không là hiện tại, còn sắc na tâm đang có là hiện tại. Thì trước của nó là phải là quá khứ, sau nó phải là à, thì đây, nếu đây là một công đạo, đây là một công quả như thế, thì phía trước này nó chính là tâm đạo đúng không, phải không? Như vậy thì cái thời kỳ này nó là một hay là hai? Nó là hai đúng không? Hai, cho nên gọi là dị thời. Khác thời kỳ. Nó là kỳ. Cho nên là hai cái nghiệp này được quy vào cái nghiệp gọi là nghiệp khác thời kỳ. Một cái nghiệp nữa là nghiệp đồng sanh. Như chỉ qua đây là khâm má sa hàng cho thái tức là khi cái tâm nó sanh lên thì nó tâm cái một cái tâm nào nó sanh lên đây, tâm này sanh lên mà cái này nó không để lại một cái chủng tử để sau này nó tạo ra một cái quả nào mình hết. Thì rồi sau đó cái tâm này diệt thì cái quả nó cũng diệt, cái nó diệt cùng thời luôn nè, cùng thời luôn. Ví dụ như người ta mới gặt lúa xong, đập lúa xong cái hẹn bạn rồi trà lúa ra thành gạo, thì cái hột gạo đó nó có thể nảy mầm được không?
cái hộp lúa đó người ta chà rồi cái đặt lại cái đậu, người ta thu hoạch xong người ta luộc đậu đó thì cái đậu đó có thể nêm làm được không? À, thế thì rồi mới gọi là cái nghiệp đồng sanh. Cũng vậy, tâm vị A La Hán sanh lên, cái tâm Như Lai sanh lên. Đây là tâm Như Lai A La Hán sanh lên. Thì trong cái năm thứ 8 này thì ngài vẫn tạo nghiệp như là cái pháp nè, giới nè, tu thiền. Mà tu thiền phải là tạo nghiệp không? Như vậy thánh A La Hán có thường nhập thiền không? Trong lúc nhập thiền là tạo nghiệp rồi, nhưng sau khi xả thiền ra thì là chấm dứt luôn, tức là cái nghiệp đó nó không có tạo thành chủng tử để cho cái quả trong tương lai nữa. Thì trường hợp này được gọi là nghiệp đồng sanh, nên trong bộ duyên có nghiệp đồng sanh duyên đó. Trong bộ duyên nó nói về cái nghiệp kia thì có cái nghiệp đồng sanh duyên. Cho nên nói rằng là vị A La Hán không tạo nghiệp là nói sai, mà nói một chính xác là vị A La Hán vẫn tạo nghiệp, nhưng đó là nghiệp đồng sanh. Sau khi nghiệp đó diệt, khi cái tâm nó diệt thì nghiệp nó cũng cái quả nó cũng diệt luôn, nó không để lại một cái kết quả nào hết. Cái quả là cái quả tâm quả đó nha, nhưng cái quả giác tiếp có không? Ví dụ như nhà vị thánh A La Hán ngày sáng là hết, ngày sáng là hết xuất pháp. Cái ngày sau phát xuất pháp phải tạo nghiệp không? Có không? Rồi cái quả, cái sự xuất pháp này có đem tới kết quả không? Có người nghe pháp không? Rồi có người chứng quả không? Có người chứng thánh quả không? Như vậy sự nghe pháp này, sự xuất pháp này có thể dẫn tới kết quả đúng không? Nhưng mà sự xuất pháp này nó không dẫn tới tâm quả, không có cho tâm quả nữa. Thứ pháp dẫn cho người ta chứng đắc tạo quả, đó là kết quả của sự thứ pháp. Nhưng cái sự kết thứ pháp này không cho tâm quả nữa thì sự thứ pháp này chấm dứt, thì tâm quả này của sự thứ pháp này cũng diệt vô. Thì trường hợp này được gọi là nghiệp đồng sanh. Như vậy chúng ta có hai loại nghiệp, nói đến nghiệp chúng ta có hai loại nghiệp, một là nghiệp dị dị lời, thứ hai là nghiệp đồng sanh. Thì vậy thánh A La Hán vẫn còn nghiệp nữa, gọi là nghiệp đồng danh. Cho nên câu Phật ngôn là chê tánh hăng thích tháng quê căm măng quá đa mấy, Như Lai tuyên bố sự cố ý là nghiệp, nó không phải là sai chỗ nào hết, nó hoàn toàn chính xác luôn. Còn nếu mà nói vậy A La Hán không tạo nghiệp thì trong tâm vậy thánh A La Hán này có tâm sơ tư đúng không? Mà tâm sơ tư không vị thánh A La Hán không tạo nghiệp thì câu Phật ngôn kia bị lỏng lại. Câu Phật ngôn kia bị lỏng, Đức Phật nói cái tâm sơ tư là nghiệp. Mà giờ vị thánh A La Hán có tâm sơ tư mà không phải là nghiệp thì rõ ràng câu Phật ngôn kia bị lỏng. Hiểu chỗ này không? Cho nên mới nói rằng vị thánh A La Hán vẫn có tạo nghiệp, nhưng mà nó còn có đó, cái đó được gọi là nghiệp đồng sanh. Còn phạm nhân chúng ta tạo nghiệp đồng sanh có không? Phạm nhân chúng ta có tạo nghiệp đồng sanh không? Có chỗ nào? Sắp tâm lên đây xin nói. Cái gì? Khi mà sang nhau cái là có sắp tâm, sắp tâm lên đây xin nói. Sắp tâm nè? Nghĩa là nó có cái nghiệp đồng sanh, tâm sở tư, đồng sanh lên cái tâm sở bên trong mà. Vậy có phạm nhân có tạo nghiệp đồng sanh không? Phạm nhân có chứ. Trường hợp nào? Là đồng sanh, cái tâm sở đồng sanh với tâm sở tư của trong tâm sư. Trong tâm nào? Trong tâm ví dụ như tâm bất thiện cũng có. Tâm bất thiện là, tâm bất thiện không phải là nghiệp đồng sanh nha. Cái tâm bất thiện nó là nghiệp vị thời nha. Ý nó nói là nếu mà nói tâm sở tư là nghiệp đó, thì là tâm sở nó đồng sanh lên phải không? Thì tôi đang hỏi là cái vị thánh A La Hán có tạo nghiệp đồng sanh không? Tức là khi nghiệp nó diệt thì cái tâm sở tư nó diệt thì cái quả cũng diệt luôn, có không? Cái đó là A La Hán có. Có chỗ nào?
nó có phải dẫn chứng ra chỗ nào chứ nó có không ai chịu. Vậy phạm nhân có cái tâm bất thiện không? Phạm nhân có tâm bất thiện không? Có tâm thiện không? Như vậy tâm thiện, tâm bất thiện được gọi là nghiệp gì? Bây giờ tâm bất thiện rồi, ở lên cũng biết nghiệp gì nữa thì sao mà có xét đây? Nếu tâm thiện hay tâm bất thiện ở lên là nghiệp gì? Như này bởi vì nó cho cái tâm quả trong tương lai. Cái tâm nào còn cho quả trong tương lai thì cái tâm đó được gọi là nghiệp gì? Như lời tâm nào không có quả trong tương lai thì diện cái tâm đó được gọi là nghiệp động động sanh. Có hiểu cho cái nghĩa này không? Tâm nào mà nó còn cho quả, nó có thể cho quả trong tương lai thì cái tâm đó được gọi là nghiệp dị thời. Cái tâm nào mà không cho quả trong tương lai thì cái tâm đó được gọi là tâm, nó là nghiệp động, nghĩa đồng sanh. Thì chúng ta nắm được cái yếu lý này rồi. Vì cái phạm nhân hỏi là phạm nhân có tạo nghiệp đồng sanh không? Nó trả lời có. Là sao? Phạm nhân có mấy cái tâm này không? Phạm nhân có mấy tâm này không? Dạ có. Có không? Có tâm sai ngũ môn, sai ngũ môn không? Có không? Mà tâm cái tâm thay đúng không, tâm thay đúng không, nó có tâm sơ tư tâm tư không? Có. Có, lại có tâm sơ tư nó là phải có nghiệp. Nhưng mà khi mà tâm thay cái môn này, mà thay cái môn, thay cái môn này nó diệt đi thì nghiệp nó quả nó có không? Nó có cho tâm quả không? Giờ này mà con biết là cái tâm thay cái môn, cái nghĩ môn thắng của môn nó có cho tâm quả không thì chết rồi. Có cho tâm quả không? Không. Nên nếu cái là nghiệp nào mà nó không cho tâm quả thì cái nghiệp đó được gọi là nghiệp động sanh. Nghiệp nào còn cho tâm quả trong tương lai thì nghiệp đó được gọi là nghiệp gì? Như thôi, có vậy thôi. Đâu người mình khó khăn lắm đâu. Như vậy thì phạm nhân có tạo nghiệp đồng sanh không? Có. Bây giờ vậy phạm nhân có những cái tâm tâm quả này không? Có. Tâm quả là mình đóng vai trò gì? Phụ phận, Phật và Na nó cảnh. Mà đã có nó thì những cái tâm này đâu có cho quả nữa đâu. Nhưng mà nó trong này nó có tâm sơ tư, mà nó có tâm sơ tư thì là nó là nghiệp. Khi đã có tâm sơ tư thì nó là phải nghiệp. Nhưng cái nghiệp này nó có cho tâm trong, nó sẽ cho tâm quả trong tương lai thì cái nghiệp này được gọi là nghiệp dị thời. Còn nghiệp này không cho tâm quả trong tương lai thì nghiệp này được gọi là nghiệp động đồng sanh, có thế thôi. Rồi. Như vậy chúng ta mới thấy rõ là nó có hai cái loại nghiệp, một loại là nghiệp dị thời và loại nghiệp động đồng sanh. Thế là trong bộ duyên mới về nghiệp duyên ấy, được phân tích ra làm hai loại, tức là có thể làm ba loại luôn, là nghiệp dị thời duyên, nghiệp vô gián duyên và nghiệp đồng sanh duyên. Chúng ta là nghiệp trong bộ duyên. Cái phần này trong bộ duyên đã dạy rồi, ở đây chưa dạy nhưng mà dạy bên kia rồi. Rồi chúng ta có cái nghiệp thứ tư. Nghiệp tư trong cái nghiệp hiện tại để không có kết quả của nghiệp đó, đúng không? Giờ bây giờ chúng ta tới nghiệp vị lai. Có hai loại.
Nghiệp vị lai, cái này đi, nghiệp vị lai là nghiệp sẽ tạo sau kiếp sống này. Nếu như người đó còn tái sanh thứ nhất không biết sắp tiến cầm năng, không biết sắp tiến cầm năng nghiệp vị lai. Không có sức tí cầm máu với bà con, là nghiệp vị lai sẽ có quả của nghiệp đó. Nghiệp vị lai sẽ có quả của nghiệp đó. Thứ hai, có biết sát ý tâm năng tâm năng với bà con, nghiệp vị lai sẽ không có quả của nghiệp đó. Giải sửa văn này cũng nhiều quá khứ à. Đó là nghiệp quá khứ, nó hồn xí là chỉ cho ba loại nghiệp đã tạo ra trong quá khứ là hai cảm
mở ngoặc ra nên nghiệp tạo ra ngay trong kiếp sống đó. Chấm số hàng. Trong một cái trống quá khứ mở ngoặc hiện tại của quá khứ đó, tức là trong một kiếp sống hiện tại trong quá khứ đó, hiện tại của quá khứ đó, hiện báo nghiệp có nhiều vô số. Có nhiều vô số phải chỉ một hành động thiện như bố thí, chỉ một hành động thiện như bố thí, không nói dối, cung kính, phục vụ, vân vân. Hành động ấy tập hợp hàng trăm ngàn, hàng triệu động lực, hàng triệu lộ động lực, cháu mới đi vị trí, hàng triệu lộ động lực.
tâm đó, cái tâm có bao nhiêu phần sự đâu có nhớ đâu. À, bảy pháp căn bản học rồi đâu có nhớ đâu. À, tâm có bao nhiêu phần sự? Rồi có bao nhiêu cảnh? Có người dị ứng với cảnh rồi. 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 Có bao nhiêu hạng người không nhớ đâu. Nhớ là có bậc thánh bậc phàm thôi, không có dây nữa. Hiện báo nghiệp là chỉ cho tâm sở tư ở sát na động lực thứ nhất. Chấm. Khi hiện báo nghiệp thiện cho quả nè, chúng ta đang nói về cái hiện báo nghiệp đây, hiện báo nghiệp tức là cái nghiệp có thứ này nó sẽ cho cái trong một cái động lực cho nó tạo ra ba nghiệp đúng không? Nè, cái nghiệp quá khứ này nó có ba nghiệp, tức là nghiệp hiện báo nghiệp quá khứ, tức là cái hiện báo nghiệp này ở kiếp hiện tại của quá khứ đó. Nhiều kiếp hiện tại này, nhưng mà cách đây năm kiếp về trước thì cái năm kiếp về trước nó là hiện tại của quá khứ, so với hiện tại này hiện tại của quá khứ đó. Thì hiện báo nghiệp quá khứ này nó lại có hai loại, một loại là hiện báo nghiệp hiện, rồi hiện báo nghiệp hiện đúng không? Đúng chưa? Thì hiện báo nghiệp quá khứ đó, hiện báo nghiệp quá khứ cho hiện báo bằng nghiệp báo thiện, hiện báo nghiệp thiện quá khứ cho quả trong hiện tại như sao? Là mắt thấy được cảnh sắc tốt, cho nên khi mắt mình thấy được cảnh sắc tốt biết nó là quả của thiện nghiệp. Vậy tai nghe được âm thanh du dương, đi xe cái tài xế ông mở nhạc nè, đêm nay anh đi đâu, anh trả lời anh đi ăn câu. Thì khi mình nghe như vậy đó, nghe vậy là phải biết nghe đó cái quả thiện nó sanh lên, nhưng tấm nhiễm cho nó hay không là một lại là một vấn đề khác. Có nhiều người nghe nhạc á là cái chân nhảy nhịp thì cái đó là tâm nữa, là tấm nhiễm trong tiếng nhạc, cái đó là cái xấu. Nhưng sự nghe tiếng nhạc là sự tốt, sự nghe tiếng nhạc là cảnh tốt, nhưng tâm tấm nhiễm trong đó là cái xấu. Phải nắm bắt được cái tình tiết của như vậy. Khi ngửi mùi hương đó là quả của thiện, nghe âm thanh di diệu chưa, thấy cảnh sắc tốt, nghe âm thanh dương chưa, gửi được mùi thơm, ví dụ như gửi được mùi thơm qua hồng qua quế rồi đó, cho nên chùa ở trồng qua quế đó, cái nó nở lên thơm đó, đi nghe qua để biết rằng mình có quả thiện mình chỗ quét nghe mùi thơm không? Quét chùa đi mấy cái lúc nào mà hoa mùi quế mà nó nở đi tập thể dục đi ngang qua để nghe ngửi mùi thơm luôn á. Mà qua con người quế đó nó nở ra thơm lắm á, mùi thơm lắm á. Cái con người quế người ta dùng để uống trà luôn á. Sao không? Nhưng mà qua hoa lại nè, hoa người quế nè, hoa dạ lý nè, hoa dạ lý thơm á.
mấy cái hoa đó thuộc về được gọi là âm hoa. Những cái hoa nào mà nó nở ra vào ban đêm thì gọi là âm hoa, những cái hoa nào mà nở vào ban ngày thì gọi là dương hoa. Có những loại hoa chỉ nở ban ngày không mà không bao giờ nở nở ban đêm, có những loại hoa chỉ nở ban vào ban đêm thôi, không bao giờ nở ban ngày. Qua 10 giờ qua phù dung là nó nở nở ban ngày không á, phù dung sớm nở tối tàn. Mình có nghe câu không, phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà hoa gì ta, hoa quỳnh á, hoa quỳnh á, hoa quỳnh hoa đó nó nở khoảng chừng 12 giờ đêm, 12 giờ đêm thôi. Hồi đó có thời sư cũng có cái chậu hoa nó chuẩn bị nó nở đó, nó báo có hiệu rồi, đêm nó thức mà canh để nó nghe nó nở chút xíu à, khoảng nửa tiếng hồn sao là tàn rồi. À, cho nên có câu thợ câu đó là như nụ hoa quỳnh sớm tàn trong bóng tối. Có ông thi sĩ ông nói câu thơ đó, như những nụ hoa quỳnh hoa cũng nở ra đẹp lắm nha, cái hoa quỳnh hoa đẹp. Nó nở ra trắng, nó dương, nó những nó đẹp, nó nở ra từ từ, nó nở ra. Nó có những cánh rất là đẹp, là trong đó cái nhụy bắt đầu cuốn ra. Nở rất là thơm. Rồi khoảng cái chừng 15-20 phút sau bắt đầu nó khép cái là hớp rồi. Khoảng nửa tiếng sau là nó nó giống như là một loại lan vậy đó. Lá giống như loại lan vậy đó. Hồi xưa ở đây đó nhà ông Năm Thời ông trồng mấy chậu á, khi mà nó chuẩn bị nở nó báo lên á, báo là cũng lên kêu xuống canh tới 12 giờ nó mới nở, thức khuya vậy đó. Còn ở trong tiếng là nửa tiếng sau đó nó tàn lại. Bởi vậy các ông thi sĩ ông nói như những nụ hoa quỳnh sớm tàn trong bóng tối. À, cái mùi hương được nếm những hương vị ngọt à, ai ăn mật ong nhiều thì cái hậu quả của nó bị tiểu đường không nói. Nếu mà khi nếm mật ong hoặc là nếm đường á thì đó là cái vị ngon, vị ngọt, đó là cái quả của thiện. Nhưng mà đấm nhiễm vô công đó, đấm nhiễm vô công đó thì nó mới có sự tai hại. Âm đấm trong cái vị chất đó là một tai hại. Nhưng mà khi mà nếm những cái vị chất như là ngon, ngọt hay là béo như là bùi đấy hiểu vậy, đó là quả của thiện nghiệp. Rồi đấm nhiễm trong quả của thiện nghiệp đó lại là một việc. Cho nên phải phân biệt đây là quả của thiện, đây là cái thiện hay là bất thiện, cái tiếp theo của nó. Đó là cái hiện nghiệp trong cái quả quà thân bụng chạm yêu mái. Nếu trời lạnh mà trung vô mền đắp vô ấm áp được, cái đó là cũng là quả của hiện nghiệp. Và cái hiện bất nghiệp nó báo đó, cái trời lạnh mà không có mền đắp lạnh trung á, cái đó là quả của ác nghiệp. Đó là cái thiện bán nghiệp thiện nhẹ vậy. Và tâm cảm thấy và tâm cảm thấy sự an lạc vui thích. Đang với bụng mà gặp cái mâm cơm hợp ý mình thì đi ra ăn uống riêu chắc cái món hạ khẩu vị nè, cái đó là cái quả thiện. Tâm nó thích thú, tâm thích thú à. Nếu mà cái đấm nhiễm hay không đó là chuyện khác nha, phải là một chuyện à. Tâm hân hoan thích thú là một chuyện, đấm nhiễm trong đó phải là một chuyện khác. Phải phân tích rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà tâm cảm thấy an lạc cái tốn đó là cái quả thiện.
còn như thiện báo nghiệp bất thiện. Thì người đó nhận thấy, nhận được cảnh sắc xấu. Cảnh sắc xấu như cảnh gì? Cảnh chiến tranh nè, cảnh xe đụng nè, rồi cảnh mà xác chết nè, trong cái dịch Covid, cái mạng nó tải lên nó xác chết chắc mà nằm lớp chờ đem đi đó. Cũng như thấy cái đó nó ghê quá, nhưng mà không biết cái đó là cái quả bất thiện đó. Rõ cái quả bất thiện này có thể trong hiện nghiệp thì cũng có, trong cái hiện bất nghiệp thì cũng có nè. Yeah. Nó thấy hoặc là thấy những cái cảnh mà chiến tranh bắn súng ầm ầm á, hoặc là đua xe veo veo té lăn rồi kia đó. Vậy mà người ta khoái những cái cảnh đó chứ. Mấy cảnh đó là mấy cảnh xấu. Cảnh xấu là do cái quả bất thiện của chỗ. Đang đi xe, nghe thấy đụng xe cái thì nó ngó ra coi đụng như thế nào. Máu me tùm lum hết, vậy ghê quá. Mà không biết là mấy cái đó là mấy cái cảnh xấu. Nhưng mà khoái lắm. Nghe nó có đụng xe là cái tròn tròn ra cửa hông đi coi này. Cái đó là quả khổ bất thiện mà không thấy. Hoặc nghe người ta chửi bắn nhau, bắn nghe chửi mình thôi, nhưng mà chửi người khác thì lúc này lắng nghe, mà không biết đây là cái âm thanh xấu mình nhận được như vậy mà do cái quả của bất thiện nó trổ. Phải thấy được, nghe được những âm thanh thô tháo thô bạo như tiếng chửi mắng, tiếng than khóc. Mấy người nào mà đi ăn ma nghe tiếng khóc lóc là kia tiếng sụt sùi khóc theo. Nhưng mà không biết nghe tiếng cái tiếng người ta than khóc nghe đó là âm thanh xấu, mà không biết nó là cái quả của bất thiện tại chỗ. Dù là nghiệp nào, cái hiện nghiệp cũng có, thì cái sanh báo nghiệp quá khứ cũng có, hậu báo nghiệp quá khứ cũng có, nó đang trổ. Ai khi nghe những cái gì mà xấu, âm thanh xấu, nó thuộc về cái quả bất thiện xấu. Đi nghe qua cái ống cống ngửi cái mùi hôi vậy đó, nghe trời bình thường, nó không có bình thường. Với những người mà có biết đó thì đó, đây là quả bất thiện đang trổ. Đi nghe qua cái hầm cầu với bịt mũi lại, không biết đó là cái quả xấu đang trổ. Người ta tin người ta quả thiện ta tọa trổ thì người ta hưởng được cái mùi hương thơm. Còn bây giờ cái quả bất thiện nó trổ thì phải ngửi những mùi hôi thối, cái mùi xác chết, cái mùi ê te, cái mùi bệnh hoạn. Vô bệnh viện là một cái điều phải vô thôi, chứ mà vô là thấy nó khủng khiếp lắm. Thấy cảnh xe đụng rồi máu me tùm lum, rồi tiếng lên xiết, rồi cái mùi tanh tưởi đủ chuyện mà trong đó vô bệnh viện cũng bệnh luôn á. Đó là cái quả xấu nó sinh khởi như vậy. Hay là nếm những vị chát đắng cái nghe đây, hay là nếm những vị hay là nếm những vị cay đắng chát. Nhiều khi phải uống thôi, nhiều khi phải nếm thôi. Bệnh nè, uống gì uống cái than thuốc đắng cũng phải cắn răng uống, giống như là ông Ba Công Giảng uống thuốc độc vậy, nhăn mặt lên cũng phải uống thôi. Ớt nó cũng là cay, cái là quả bất thiện. Ăn cơm phải có ăn ớt, có trái ớt như vậy. Nó cũng là quả bất thiện đấy, nó là vị cay. Nhiều khi vị cay quá đó, nước mắt nước mũi đổ rồng rồng xuống luôn, hít hà đó.
ăn trắng gầm trái ớt cay quá hết nước mắt nó ràn rụa ra luôn, nhiều khi nước mũi nó chảy lòng lòng xuống luôn. Rồi thân đụng chạm xấu xí, như là trời lạnh phải co người lại, đúng người lại, đã lạnh ngồi đi trong mưa nữa chứ. Người ta thì áp đắp chân ấm mền len, còn mình thì phải đi trong mưa. Đó là cái quả của thiện đó, là chỗ nè. Khi tâm sở tư ở sát na động lực ấy cho quả, khi tâm sở tư ở sát na động lực thứ nhất ấy cho quả, nó sẽ không còn cho quả nữa. Vậy ví như hạt giống khi đã mọc mầm phải, hạt giống ấy không thể mọc mầm nữa. Như vậy nghiệp, như vậy nghiệp ở sát na động lực thứ nhất này trở thành vô nghiệp. Á hồn sĩ cầm má trở thành vô nghiệp, vô hệ nghiệp. Á hồn sĩ cầm má chấm vào quả, vào quả của hiện báo nghiệp ấy. Quả của hiện báo nghiệp ấy được gọi là căm má quý bà cát, đúng không ạ? Quả của người ấy chấm, khi quả của người ấy hình thành khi quả của nghiệp ấy hình thành, thì không có quả nào khác được hình thành, thì không có quả nào khác được hình thành từ tâm sở tư ở động lực thứ nhất đó, từ tâm sở tư ở sát na động lực thứ nhất đó, chấm. Ví như mỗi cánh hoa chỉ cho một trái mà thôi, ví như mỗi cánh hoa chỉ cho một quả mà thôi. Vậy
phải và phải được gọi là á hồ xí trong mắt với bà cô với bà cá. Quả vô hiệu của nghiệp ấy, chấm. Một hành động tốt hay xấu của hiện báo nghiệp trong một kiếp sống thì nhiều vô số. Chấm. Này, điều này đã giải thích hiện tượng. Điều này đã giải thích hiện tượng. Hai chấm. Thứ này là tòa hẹp. Một người đi từ may mắn này đến may mắn khác, không phải đó là do tâm sở tư ở sát na động lực thứ nhất. Thêm chữ nữa mình, đó là do tâm sở tư thiện, do tâm sở tư thiện, đó là do tâm sở tư thiện ở sát na động lực thứ nhất. Phải chúng thay nhau liên tiếp cho quả. Chúng thay nhau liên tiếp cho quả. Vậy nếu như không bị sức mạnh của nghiệp bất thiện lấn át, nếu như không bị sức mạnh của bất thiện lấn át, điều này chúng ta nghe giải thích như vậy, trong một kiếp sống á, trong một kiếp sống thì cái hiện báo nghiệp, hiện báo nghiệp là chỉ cho tâm sở tư trong sát na động lực một, đúng không? Đúng không? À, nếu chúng ta đi ra quả công độ thì sẽ là như vậy. Nếu lộ công lực thì nó cho là hai ý môn đi, tiếp theo là C1, C2, C là động lực đó, trong quán á đó, 3, 4, 5, 6, 7, nó trở lại vô vật. Thế thì cái C1 này nè, cái mẫu này là hiện báo nghiệp chúng ta học rồi đúng không, lặp đi lặp lại rồi rất nhiều lần. Thì trong một cái, trong một cái sống á, thì cái hiện báo nghiệp này rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đây sẽ khảo sát
nếu cái hiện quán nghiệp hiện này nó liên tục có cho quả, liên tục cho quả, nó liên tục cho quả, tức là tâm lộ này nó cho quả xong qua cái tâm lộ khác nó cho quả, qua tâm lộ khác nó cho quả, mà nó là thiện không à. Cho nên cái người này sẽ đi từ cái may mắn này đến may mắn khác, từ cái hạnh phúc này đến sự an hạnh phúc khác. Ví dụ như đang thất nghiệp làm đơn xin, xin là cái đậu, cái vô làm, vô làm trong vài ba tháng cái lên lương, làm vài ba tháng nữa cái là lên chức, làm vài ba tháng nữa thì lên cái cấp bậc khác, cũng vậy liên tục lên như vậy. Người này cái ai nói cái người này có cái vận may hơn kia, cũng vậy, có thật sự phước nó tăng trổ, nó tạo nó liên tục, đúng không? Còn nhiều người á thì đang thất nghiệp rồi có việc làm phải chờ đợi 6-7 tháng nữa cũng biết, thì cái năm chờ thì ở đây cũng có rồi, đúng không? Cái này cũng phải biết là cái thiện nghiệp mình á là nó có rồi, nó bị cái ác nghiệp chặn lại khiến người phải lùi lắm. Còn người đây mới phỏng vấn xong rồi mai con đi vô làm nha, có may mắn vậy làm được khoảng chừng tuần, thấy từng đó từ cái nhân viên nó nhảy lên chút xíu lên cấp bậc tăng lương. Còn nhiều người làm cái năm trời chưa được lên lương, cái năm trời cũng không được lên lương, thì mới thấy là cái sự may mắn nó thiếu kém là như vậy. Còn nhiều người đây là vô thì nhanh, ở trong vòng 3-4 năm cái bò lên chủ tịch rồi nha, hôm nào mày. Còn nhiều người á cả quá trình thì cái chục năm này vẫn còn là đi chỉ đường, đúng không? Thì đó, thì ở đây muốn nói tới cái thiện ác nghiệp nó cho đi một nên người đó rất may mắn, may đi từ may mắn này tới may mắn khác, từ may mắn khác tới may mắn khác. Hãy bước ra đường thì có người đi mời đi ăn uống, trở về nhà có người lấy cái cơm nước sẵn sàng lấy cái nha. Những cái đó là những cái mà mình tưởng nó chuyện bình thường, nhưng mà mới phải thấy rằng đó là cái thiện nghiệp mình nó trổ. Mới vừa đi ra được gặp các bạn, ồ lâu quá mới gặp anh, thôi mời vô đây mình làm, mình đi cà phê đi rồi ngồi nói chuyện, cái nó cũng là một thiện nghiệp mình trổ, mình không thấy, mình nghĩ đó là tính xa gian, nhưng mà nó thiện nghiệp nó trổ. Rồi về nhà xong mới bước chân về nhà thấy nhà cửa tươm tất rồi, mâm cơm dọn sẵn, cái gì cũng nghe nghe đó, cho nên đó cái sự may mắn nó này nó đang trổ quả mà nó không thấy đâu. Còn về có nhiều người về là sao, phải mua gạo bắt nồi rồi lên bếp nấu nghe, hai cái khác nhau, đúng không? Có một người về thì là con nước có đầy đủ rồi, chỉ cần tắm rửa xong là lên ngồi chiếm trệ ăn thôi. Còn người kia về thì phải sao? Người phải ra chợ mua đồ mấy cái đó là nó diễn biến cái nghiệp hiện tại nó cho quả đó mà không thấy phải ngẫm suy nhiều chuyện vậy. Ê, cái thiện hiện bất nghiệp nó cho quả liên tục như vậy nhờ cái sức mạnh của hiện bất nghiệp này, nó không bị cái sức mạnh của cái bất thiện nó chen vô nó cản. Nếu bất thiện nó chen vô nó cản thì sự may mắn này chấm dứt ngay. Còn đi về nữa chừng nghe đi bị bể bánh xe rồi chậm trễ, cái này nó cũng là một cái bất thiện nó cản vô, nếu nó cho cái sự may mắn nó giảm xuống. Không phải chừng đi xe bể bánh xe là bình thường thì ai cũng chuyển cho anh cho là bình thường, nhưng nếu mà nhìn về cái sự trả quả của nghiệp nè, đang xe chạy bon vậy nha, bùm nổ cái xe dắt vô trong tiệm giá xe, mai nữa nha có người bể xe xong bị xe sạp xong thì kế bên đó nó có tiệm giá xe, còn có người không có phải dắt đi gần 2-3 cây số mới gặp được cái đó. Hai cái nó khác nhau chứ, mà phải thấy những cái nó như vậy thì cái hiện bất nghiệp thì nó tả một chút. Mà khi nó không có bị cái sức mạnh của bất thiện nó cản vào thì nó vẫn tiếp tục cho, nhưng mà khi mà bị sức mạnh của bất thiện nó cản vô thì cái quả nó chấm dứt ngay, nó sẽ trì trệ. Đó là nói về cái thiện bất nghiệp, cũng có cái bất thiện thì bất nghiệp.
Người ta thiện thì mới nghiệp trong châu quả, mới vừa bước ra cửa nhà đó, đang đứng đợi á, đang đứng thì xe chạy qua, có đi đâu không con? Đây, bước lên thoải mái trả tiền. Còn mà bất thiện á, nó bất thiện thì mất nghiệp mà nó trả đó, bước ra đợi cả tiếng đồng hồ chưa có chiếc xe nữa. Còn đi tới bến xe mua vé xe rồi ngồi phải còn chờ. Tất cả những cái đó là do bất thiện hiện bất nghiệp nó chen vô. Còn cái thiện hiện bất nghiệp đó, mới vừa ra là có xe đi liền, leo lên rồi nó đi liền, ngồi xe máy lạnh nữa, mấy cái vậy thoải mái vô bệnh. Bây giờ chúng ta mới thấy cái thiện và bất thiện hiện bất nghiệp nó cho quả ngay trong hiện tại đấy mà mình nhẩm nghĩ mình suy, chứ không phải ấy đâu. Cái người mới vừa ra xe đi chạy cả ngày này qua ngày ra chiếc xe không sao, còn mình mới vừa bước ra xe mới xong, mới vừa xe mới mua, mới vừa lên cái tự nhiên nó không chạy, nó không nổ, phải dẫn vô. Mà dẫn không phải dẫn gần đâu, mà dẫn nó 2-3 cây số mới có tiệm sửa xe, mới sửa chiếc xe mới đi được. Đó, những cái đó là thiện bất nghiệp bất thiện nó đổ, mà không phải phải thấy rõ được như vậy. Rồi chúng ta nghĩ đến đây, còn nếu như bất thiện hiện bất nghiệp đang đổ, bất thiện hiện bất nghiệp cho quả, nó phải đang đổ cho quả hay chấm nó không khác. Một người đi từ khổ não này xen khổ não khác, nhưng mà đâu có sợ đâu. Người đi từ khổ não này xen khổ não khác, phải đi từ thất bại này xen thất bại khác, đúng rồi kép. Cái hạng người á, nè mình nếu chịu khó quan sát mà để ý, có thấy những người đi bán vé số không? Có thấy những người đi bán vé số không? Có phải là họ đi bán vé số, họ đi từ cái chỗ này xen qua chỗ kia, đi từ sáng cho đến trưa, đúng không? Nhiều khi bán vé số mỗi cái là đi từ chỗ này sang chỗ kia, thấy là mệt rồi, là quả bất thiện, cái quả bất thiện đã đổ rồi đó. Ở đi bộ mà, rồi đi vô trong mời ta mua, cái người mua, cái người không mua, có nhiều khi cái người bán cả ngày trời chỉ được 5-10 tay vé số rồi, đi tới lại lý trả cho lại, rồi ngày đó tốn tiền ăn, cái quả sao xấu nó khổ, nó đổ qua. Nhưng mà người này cũng chịu đâu, cái người này lại ăn ủi rồi, hôm nay vậy mai khác thì hẹn vậy là tiếp tục, nhưng cái khổ nó vẫn tiếp tục như vậy. Ngày xưa ở đây cũng vậy, có một số ông sư thì cũng nhỏ thôi, thì khoảng chừng 12-13 tuổi ở dưới quê gửi lên đây, và ở đây xong thời gian cũng xuất gia sa di rồi, rồi sau cái nhà kêu về, vậy xin về xong xuôi tới chừng nhà hỏi lại là hoàng phục đi bán vé số nha. Hoàng phục đi bán vé số ở đây cô cũng chịu về để đi bán vé số, mới lật máy nữa nhé, mới kệ đó, mới thấy là đi từ cái khổ này sang khổ khác, đang tu mà hoàng phục đó là một cái khổ rồi, đó là một cái xác chết rồi đó, em như là một xác chết rồi đó mà không thấy đâu. Đang ở trên cao vậy đó, đang xuất gia là đang ở trên lầu cao vậy đó, rồi hoàng phục cũng giống như đang lượn lầu cao đi xuống dưới chân đất rồi đấy, dưới thang lầu rồi đó mà không thấy, rồi lại đi xuống mò tôm bắt cá đi hái rau kia đi bán cái số, nó lại tụt xuống dốc nữa, mà không thấy. Đi từ cái khổ này sang cái khổ khác, từ khổ khác sang khổ khác nữa,
nó liên tục vậy. Đây là cái quả của chuyện báo nghiệp bất thiện nó trộn, nó khác cái kia. Người kia cần lúc ta đi lên lúc cần đi lên, còn cái này đang tệ thì số thì số thì số thì số thì số, số hiểu không? Nên đó phải, đó là do tâm sở tư, ghi đây phải, đó là do tâm sở tư. Trong động lực bất thiện thứ nhất cho quả xấu, chẳng phải chúng hai nhau liên tục cho quả, chúng hai nhau liên tục cho quả xấu. Vậy chúng chỉ bị ngăn chặn lại, khi có một nghiệp thiện có sức mạnh lớn ác, chúng chỉ bị ngăn chặn lại khi có một sức mạnh của thiện nghiệp ngăn chặn lại hay lớn ác lại. Khi có một sức mạnh nghiệp thiện lớn ác, rồi nghĩ lên tạm nghỉ đi, để lao đi. Nó chịu khó mà cái chịu khó mà chuyên nghiệp thôi, cái chuyện bất nghiệp hiện tại xấu tốt cho cha đâu quả. Rồi xuống đi tiếp. Lại nữa phải nghe, lại nữa phải vị thánh gì luôn, phải vị thánh nước lai, phải vị thánh A Na Hàm, đã chứng thánh đạo trong quá khứ, chấm. Vị thánh Giữa Lô, vị thánh Nhất Lai Vẫn A Na Hàm ở trong quá khứ, chấm. Khi tâm thánh đạo sinh lên, sao tâm thánh đạo diệt đi, quả của tâm thánh đạo này xuất hiện ngay lập tức, chấm. Chấm nghe. Tâm thánh đạo của vị đó không thể sanh lên được nữa. Ở trong đời chỉ trong đời từ khi luân hồi cho đến khi niết bàn, tâm đạo chỉ sanh lên có 4 chập mà thôi, mà một khi nào chập sanh lên rồi thì không bao giờ nó sanh lên nữa. Cho tâm sơ đạo sanh lên rồi thì từ đó về sau tâm sơ đạo sẽ không sanh lên nữa.
cho đến khi biên tập luôn, tâm sanh đạo cũng sẽ không sanh lên nữa. Nếu trong đó chỉ có thể tâm sanh lên tâm nhất đạo, đến tâm nhất lai đó, hoặc là ta sanh tâm tam đạo, hoặc là sanh tâm tứ đạo mà thôi. Nhưng mà tâm sơ đạo sanh rồi thì sẽ không bao giờ sanh lên nữa. Thế nào? Cho nên mới nói nè, khi tâm đạo đã sanh lên rồi thì sẽ không bao giờ sanh lên nữa. Chấm. Và tâm thánh đạo ấy không sanh khởi lên được nữa. Và tâm thánh đạo ấy không thể sanh khởi lên nữa. Tâm thánh đạo ấy được gọi là á hô xí cầm mát, nghiệp quá khứ, hay là nghiệp vô hiệu, nó không thể sanh lên nữa, vô hiệu cũng được, mà lại nghiệp quá khứ cùng á hô xí cầm mát. Vậy còn tâm thánh quả đối với vị lạc quán, lạc quán số báo Vipassana, lạc quán thường thường ấy, mấy cái từ này cái về sau có những vị nói đây là cái thiền khô, hồi xưa cũng bị dị ứng cái từ này ấy. Không có cái thiền khô thiền ướt nào hết trơn, không có, chỉ có cái lạc quán hay là cái vị thanh chứng mà thôi, cái chứng thiền cứu thôi. Cái vị lạc quán này là cái vị mà ở cái sắc la định hoặc là ở cái cận định, rồi quán về tam tướng, quán tam tướng chứng quả là cái từ Bali gọi là xuất phát Vipassana, tức là cái lạc quán. Rồi về sau có một số vị nó chế ra cái thiền khô thiền ướt, thiền gì mà khô thiền gì mà ướt, mình nghe cô hơi cái chói lỗ tai. Nó bị dị ứng thôi đó, cái lạc quán thì cũng hơn. Và đối với vị lạc quán tâm thánh quả không sanh lên nữa, chấm. Như vậy tâm thánh quả ấy được gọi là á hô xí cầm má quý ba cát, đúng không ạ? Nghiệp quả của nhân quả của nghiệp quá khứ ấy, quả của nghiệp quá khứ ấy. Chúng ta thấy bàn về cái hiện báo nghiệp của kiếp sống quá khứ đó rồi. Mê là sanh báo nghiệp, quá khứ. Là chỉ cho sanh báo nghiệp
của kiếp sống quá khứ trước, của kiếp sống quá khứ trước, kiếp hiện tại của quá khứ ấy, là chỉ cho sinh báo nghiệp trong kiếp, trong kiếp trước, trong kiếp quá khứ trước, kiếp những kiếp quá khứ ấy. Câu đó có nghĩa là gì? Bây giờ trong cái hiện kiếp này đúng không? Cái hiện kiếp này đúng không? Đây là hiện kiếp. Sao? Kiếp sống trước, trong quá khứ trước, của gì vậy? Của kiếp hiện tại trong quá khứ đó. Bây giờ trong kiếp hiện tại, cái kiếp hiện tại này nè, kiếp hiện tại này, này kiếp hiện tại hiện có đó, hiện tại đây, hiện tại đây đó, tại đây đó, thì trở về trước là phải là quá khứ không, phải không? Ở trong về trở về trước nó có một kiếp hiện tại cổ cái quá khứ đó, được không? Được không? Thì cái kiếp này là hiện tại chỗ quá khứ trước. Thì cái hiện tại một kiếp quá khứ trước này nè, phía trước nó có một cái kiếp nữa đúng không? Phải chưa? Thì kiếp này được gọi là kiếp quá khứ của hiện tại kiếp quá khứ ấy. Dạ. Nắm được ý này chưa? Thì giờ mình rõ ràng đây trong kiếp hiện tại này là trước đó là 5 kiếp thôi. Ví dụ giống như nói ngày Đắc Tháp Ba La vào cái thời mà Đức Phật Cú Xá đó, thì vào mới lại Đức Phật Cú Xá ngày là cái gì trong cái thời đó cha mẹ không vậy? Thì trong cái thời mà Đức Phật Cú Xá đó, thì ngày Đắc Tháp Ba La, ngày Đắc Tháp Ba La ở trong cái kiếp đó đúng không? Là cái người mà chịu trách nhiệm, người mà chịu trách nhiệm là đem những cái vật dụng để mà cung cấp cho những cái Đức Phật có chữ tăng. Nên Đức Phật đang cần gì thì nói ổng sẽ đem tới. Mà cái trong thời Đức Phật kêu Cúc Xá thì có ba vị tử hoàng này rất là làm mến, rất là ái kính Đức Phật kêu Cúc Xá. Mà Đức Phật Cúc Xá này thì được cái vị cha của ba vị tử hoàng này là bao, là ổng chỉ cúng dường của bọn cái chị lan thôi, ổng chỉ độc quyền ổng thôi, ổng không cho ai hết, ổng không có trai cúng dường hết, mà ổng thôi. Thì ba vị tử hoàng này muốn cúng dường của Phật Cú Xá này mới lập cách xin ổng không cho, xin cho ổng không cho. Cho nên ba vị tử hoàng mới lập cách, tìm cách để mà cúng dường của Phật Cú Xá bằng cách là cho cái lính của mình á, cho lính mình ra cái biên cương á, làm loạn lên, biểu tình kêu quấy rối tùm lum. Bây giờ người ta mới dạy báo cáo với ông vua, ông vua mới đây mới phái ba vị tiểu hoàng ra dẹp bọn. Hiện ra chúng thấy lính của ổng mà cũng chú quậy lên mà ra nói ai đừng quậy nữa ba phá rồi. Trong thời gian ngắn nó trở về thì ông vua cũng mà tất quá ổng nói vậy, ba con lập được cái công vậy đó, nhà đã cho xin một điều kiện, thì nói vậy ta sẽ cho. Thì ba vị tử hoàng nói vậy, xin cho con cúng dường Đức Phật Cú Xá này giết chư tăng 7 năm. Mấy người giàu mà cúng dường 7 năm, ông vua là cũng không được 7 năm, dài lắm mà không có cho đó. Mỗi ông mà 7 năm vậy tới 3 ông 21 năm ta chết meo vậy cũng được, không cho vậy thì xuống là 6 năm. Được, dài lắm. 1 năm, dần dần xuống 1 năm. Cũng được, 1 năm, 3 năm lâu lắm, cũng được. Mà ông dần dần hạ được xuống, mới bị được 1 tháng. Bữa rồi này thì em cho được 1 tháng, được 3 tháng cũng mà lâu. Nếu mà cũng xem sẽ sửa rồi hạ rồi, là 3 tháng. Nè, thì đồng ý, ba vị được 3 tháng. Thì ba vị tử hoàng này mới giao hết tài sản của mình cho một cái người quen trông coi tài sản. Trông coi tài sản.
bận quê phố xá mà 60 mấy ngày bị xịt luôn á, nhập hạ trong một cái thị trấn. Thì trong thị trấn này có một quan Phạm Tấn, Thượng quan Phạm Tấn này thì ba vị các bạn giao nhiệm vụ cho quan Phạm Tấn này đó là cung cấp lương thực để nuôi để cúng dường đến Đức Phật Di Lặc, còn tiền bạc thì tới cái ông này lấy. Và thêm một ông nữa là ông Phụng Tắc. Nếu như Đức Phật và trước đây cần thiết có món vật phẩm nào, ví dụ mà mùng chiếu gói hay là gì đó, chăn màn gì đó, thì ông này có nhiệm vụ cung cấp là phải làm đủ nha. Nói chức năng yêu cầu cái gì là tôi cung cấp này. Tiền bạc không lo, tiền bạc thì giao cho mình hết, cái tài sản của ba vị hòa thượng giao cho mình hết. Thì sau này mà ông này làm vua mình xa, thì sau này mà ông này vua này này làm trưởng giả với sao cả, thì do sau này ông này là ngự lão đó ta bà lá màu. Để trong cái hiển kiếp này đó, thì ba cái vị thì ba cái vị mà tử đó sau này chính là ba ngày uống qua lá cái sao bát, ba ngày uống qua sao bát là thì cái đám mình làm biết á, nó mà hơi mở lấy cơm cho mình ăn cũng có, cho thân mình với phụ ăn cũng có, cho con cháu ăn cũng có, ăn trước khi tăng cho nên làm ngạo quỷ thân ngạo quỷ làm đó đó nè. Ba vậy này làm tròn trách nhiệm của mình nè. Ở trên về sau cái ông này làm vô mình xa, ông này làm trưởng giả quý sa cá giàu nhất cái tinh thần vui sáng ở trong cái thần quý sá là ông giàu lắm á, giàu nhất á. Nhưng mà ông so với trong quốc độ thì ông chỉ không là gì hết, không có nghĩa địa gì hết. Trong cái quốc độ ca si ông á, thì ông vô người Bình Sa Dương có nó ông giàu nhất thần quý sá cũng đúng hơn, đại cái là giàu có tầm cỡ á, nên chứ không có giàu nhất được. Ở trong thần quý sá có chuẩn giả trong cái cá này, từ giá là giọng nhất luôn. Nên cái như là nó còn cái ăn trước và thịt của chư tăng thì cái nhóm này thân mừng với một á, nó là tái thành người quỷ đó. Thì nói như vậy cho thấy rằng là trong cái kiếp hiện tại của quá khứ, tức là đến vào trong hiện kiếp của Đức Phật thì ba gì đó là như vậy đúng không, và hiện kiếp đúng không. Còn đây là trong cái thời Đức Phật có xá chẳng hạn vậy, thì đấy cũng là hiển kiếp đúng không? Nhưng mà hiển kiếp quá, hiển kiếp quá khứ đúng không? Rồi trước cái kiếp đó nữa là quá khứ của nhà kiếp trước, của hiện kiếp quá khứ cũng vậy. Hiểu cái này không? Kiếp trước của hiện kiếp quá khứ, hiện kiếp này đây rồi thì cách đây là hiện kiếp quá khứ đúng không? Là trước cái hiện kiếp quá khứ này là một kiếp nữa, đó là kiếp trước của hiện kiếp quá khứ. Thì cái nghiệp mà tạo ra ở cái kiếp quá khứ này nè, nghiệp tạo kiếp quá khứ này thì nó sẽ cho quả ở kiếp sau đúng không? Nên cho gọi chúng ta chính là sanh báo. Sanh báo nghiệp thì đang nói tới sanh báo nghiệp này nè, hiểu chưa? Là sanh báo nghiệp. Chấm thứ hai, những cảm thọ an lạc hoặc đau khổ trong kiếp hiện tại quá khứ vậy có thể là sanh báo nghiệp, được tạo ra
trước kiếp sống hiện tại quá khứ ấy một kiếp. Hiểu được cụm từ đó chưa? Có thể là sanh báo nghiệp được tạo ra trước kiếp sống hiện tại quá khứ ấy một kiếp. Vậy đang cho quả. Với cái quả mà có trong hiện tại này, nó có hai ba cách. Ngay trong hiện tại này chúng ta có quả an lạc hoặc đau khổ, nó có do ba cách tạo quả. Thứ coi này là do quả cách của hiện nghiệp ở trong hiện tại này, một. Thứ hai nó có thể là do quả của sanh báo nghiệp kiếp trước. Sanh báo nghiệp kiếp trước giờ nó cho quả trong kiếp này, đó là cách cái quả thứ hai. Quả thứ ba có thể là hậu báo nghiệp ở kiếp trước nữa, bây giờ ở kiếp xa xôi nào đó, bây giờ nó quay lại cho quả. Như vậy cái quả an lạc hay đau khổ này là nó do kết quả của ba loại nghiệp hiện báo nghiệp trong hiện tại, đúng không? Hai là sanh báo nghiệp ở kiếp trước, đúng không? Thứ ba là cái hậu báo nghiệp ở kiếp trước đó nữa, đúng không? Ba cái mà cái quả đó nó cho ngay trong kiếp hiện tại này, nó là như vậy. Trong thứ này chính những tâm sở tư ở động lực thứ bảy của kiếp sống trước kiếp sống hiện tại quá khứ thì đã nói nghiệp quá khứ phải tính vào thời quá khứ thôi. Chính những tâm sở tư ở sát na động lực thứ bảy của kiếp sống trước kiếp sống hiện tại quá khứ đang cho quả. Vậy nên chúng sanh ấy có sự kéo dài trong bốn khổ cảnh. Nếu đó là sanh báo nghiệp bất thiện, chấm. Trái lại, chúng sanh ấy được thọ nhận an lạc với thời gian dài ở cõi trời. Hay kiếp người nếu đó là sanh báo nghiệp thiện, ở đây chúng ta thấy như vậy em, để mà thấy mới thấy sợ. Bây giờ cái sanh báo nghiệp này nè, do cái sanh báo nghiệp. Cái thời mà Đức Phật Thích Xá đó là cách ngày kiếp này khoảng ngày 92 kiếp cho đó. 92 kiếp cho đó. Nè. Từ cái thời Đức Phật Thích Xá đó, cái buổi sáng ra ở kiếp thứ 92 kiếp cho đó, kể từ ngày kiếp này đến tính lại cho đó kiếp cho đó là các hai vị Phật, tức là Xá Kỳ. Buổi sáng. Quên không biết nhớ hai gì nào, nhìn nhầm trước quên. Nhờ là trước khi trước là buổi sáng
Thì cái này kiếp này chính hai kiếp trái đất người trước là như vậy đó. Thì nhóm ngạ quỷ nè, cái nhóm ngạ quỷ ở đây nè, nó chịu khổ cho nó thời trong cái những kiếp này nó chịu khổ tới chính hai kiếp trái đất. Rồi tới thời cái Phật mà các chúng sanh thái nó mới thấy người ta là cứ hồi hướng á, nó mới tới, nó mới hỏi được các chúng sanh thái chừng nào nó cũng được quốc đó. Nhưng mà nó chơi, người chơi hưởng được đâu. Cái tội ăn trước chưa tăng, cái người chơi hưởng đâu mà. Trong cái chưa tăng nó có Đức Phật, ăn trước của Đức Phật luôn, nó ghê. Nó nặng nề, nó cũng kiếp vậy đó. Người chơi đâu? Rồi tới Đức Phật Cô Na Gam Ná. Chúng ta hỏi Đức Phật Cô Na Gam Ná nói, tới hôm nay cái người chưa được đâu. Thân bằng với một lượt, người ta làm phước cũng không có người không nhận được đâu. Tại vì cái sức mạnh của ác nghiệp của người quá mạnh đi, cản hết những cái thiện nghiệp tới, người không nhận được. Cho nên đừng nói là hồi hướng là nhận được đâu nha, mình nhận nha. Cái nghiệp này nha. Rồi, cái người hãy tới Đức Phật Cát Sa Bá ra hỏi. Khi ta hỏi Đức Phật Cát Sa Bá thì hỏi cho bây giờ con có thể nhận được phước, nếu thân bằng con biết được con hồi hướng, mà giờ con nhận được rớt phước. Nhưng mà cái thằng má nói người quán xét lên đến bây giờ đó, đến hiện tại bây giờ đó nè, cái người cũng chưa nhận được phước nữa. Thân mạng của tụi người có lòng phước, người cũng không nhận được mấy cái ác quả của người quá dày, cái mạnh quá dày. Cho đến khi nào mà đến trong kiếp này, đến thời Đức Phật Vua Tâm Á đó, vào cái quả ác của các người, quả bất thiện của người đã mùi rồi, nó tả rồi, nó dần dần nó yếu sức rồi. Lúc đó thân bằng với bộ người là bình dương á, là phước á, thì sẽ hồi hướng người, lúc đó các người mới nhận được. Thấy hàng uống có một chút xíu á, có thời gian 3 tháng á, mà nó chạy từ gần 92 chiếc cái đất luôn. Thế mới sợ. Bởi vì cái thức ăn này là thức ăn dành cho Đức Phật Tính Giác là chức năng. Mà thấy bình thường, đập vô là biết. Cái câu nó cũng dài luôn. Nên rất là nguy hiểm như vậy. Cái gì mà thuộc về của Tam Bảo đừng có đụng chạm tới. Đừng có tưởng vậy là ngon đâu. Nếu mình thấy của mình xài mình không biết, thấy của mình xài mình không thấy đó. Rồi giả sử giờ có một cái người nhé, những người nay là kiếp người thôi, cái ác quả trả cho kiếp người nhé, cái ác quả trả cho kiếp người nhé, thì cái ác quả của sanh báo nghiệp nó mới cho hai, nó cho quả hai thực hiện, tức là thời trường sinh sanh báo nghiệp, tức là cho quả trong kiếp hai sao, đúng không? Nó sẽ cho hai thời kỳ là thời kỳ tục sinh. Tục sinh nó cho rớt xuống bốn phẩm cảnh, có thể là địa ngục, có thể là chó, có thể là mèo, cái gì đó. Có những người mà rớt xuống làm súc sanh á, hết kiếp này qua kiếp kia, hết kiếp kia qua đó nữa, nó kéo dài cho đến 5-6 kiếp làm súc sanh luôn. Rồi trong cái thời bình nhật, cái sanh báo nghiệp này nó trả vô. Sanh làm chó cũng chưa yên nữa đâu nha, sanh làm heo cũng chưa yên nữa đâu nha, sanh làm heo bị thiến nè, vậy có những người mình đi thiến heo đúng không, rồi sanh làm khỉ cũng bị thiến nè, vậy chưa yên đâu. Thì cái này nữa, cái quả của sanh báo nghiệp này nó đổ trong thời bình nhật. Rồi phải đi kiếm ăn vất vả, rồi khi kiếm ăn vất vả còn bị lo sợ cái sự sống mình nữa. Ví dụ những con thấy con mèo hay con sóc không, nó đi kiếm ăn nhưng mà nó lao đi, nó sợ con khác chụp nó bắt nó. Mấy con gà đi ăn nổ chíp vậy, mà con gà mẹ nó canh me, nó sợ con dù hâu ba ngang quá xớt con mấy gà. Vậy nên nó sống trong cái phập phồng, thì cái sự phập phồng nó do sanh báo nghiệp này, nó tạo lo sợ và nó kéo dài, nó con người nó kéo dài. Ví dụ như bây giờ kiếp này, trong kiếp này thì con người kéo dài, rồi đó là thời Đức Phật kéo dài 100
trăm năm rồi đúng không? Bức tranh bản của mình trăm năm đúng không? Mà khi mà ngày thì bà đã ta rớt xuống a thì đại người cũng kéo dài từ cho đến khi hết kiếp này. Hết khi kiếp thì cậu kéo dài vậy, cái một lần rớt xuống mình kéo dài vậy, bởi do cái sanh báo nghiệp này, cái sanh báo nghiệp bất thiện này nè, nó tả mà không phải một, phải một nhiều cái sanh báo nghiệp á, những sanh báo nghiệp mà kia đó, đây cái sanh báo nghiệp mà rớt xuống thì một ai này mà bởi cái kia tại cái tội kia đã tăng đúng không, đúng không, cái tội kia đã tăng là nặng nhất đúng không, nó cho xuống đây là nhân thời trùng sinh, thời trùng sinh. Nhưng mà cái quả mà làm chảy máu Phật á, nó không cho thời trùng sinh nữa mà nó cho thời bình nhật, nó do thời bình nhật nha. Rồi những cái sanh báo nghiệp bất thiện khác á, ngày năm đấm nó cho trong thời bình nhật cho nó kéo dài thời gian này cũng kiếp nha. Trên thời gian của họ nó kéo dài như vậy do cái sanh báo nghiệp này. Danh báo nghiệp không phải một, mà cái sanh báo nghiệp bất thiện này nó rất nhiều. Bây giờ nó quá dày đi, sức mạnh này quá dày, thiện nghiệp vô gãi cản không nổi à, cho nên nó cứ tiếp tục cho đến trọn kiếp tới đất liền. Cũng giống như vô Ma Xà Thế giết cha, giết cha mấy là ổng là cái người mà tài trợ cho cuộc cách tập Tam Tạng lần thứ nhất nè, bỏ tiền ra công sức ra kia rất là tịnh tính đức Phật, mà phải chịu 60.000 năm ở cõi này, ở địa ngục Đồng Xoài 60.000 năm, trong khi con người chỉ có 100 năm thôi mà ông phải chịu khổ 60.000 năm để một lần giết cha thôi. Nhưng mà như vậy nè, cho nên cũng đây cũng là do cái sanh báo nghiệp nó đã mà đã là trong thời cuộc sinh vậy rồi, nó đã trong thời bình thường cũng vậy. Và những sanh báo nghiệp bất thiện khác nó cần cơ hội, nó tiếp đó là nói về cái ác. Cho nên á, muốn vậy đó mình phải tạo thiện nghiệp cho nhiều mới cản tới vậy, chứ không thôi nếu như cái sức mạnh của cái nghiệp bất thiện nó mạnh nó cản thì cái sức mạnh của thiện nghiệp không che, nó không thể tắt bất tử. Cho nên chúng ta có một cái đoạn nghiệp gọi là đoạn nghiệp mà chúng ta sợ tới vì gì sao, nhưng nó là một cái điều rất là tốt các bạn, nó là cái nghiệp bất thiện. Trái lại chúng sanh nó được họ nhận an lạc trong số hàng, trái lại chúng sanh ấy được họ nhận quả an lạc với thời gian dài ở cảnh trời hay cửa người là do sanh báo nghiệp thiện. Nhìn như câu này dứt rồi mà lại nữa, trong suốt dòng luân hồi hậu báo nghiệp thiện hay bất thiện được người này tạo ra kể từ kiếp thứ ba trở về trước phải, số lượng hậu báo nghiệp này cũng không thể tính được. Và chúng có khả năng cho quả an lạc hay đau khổ vào kiếp hiện tại quá khứ ấy. Tức là sao? Ý cái câu này muốn nói sao? Bây giờ ngay trong cái hiện tại quá khứ này, đang nói về nghiệp quá khứ mà, cho nên đây là hiện tại quá khứ. Thì trước cái kiếp này đúng không? Thì cái đây cái là sanh báo nghiệp đúng không?
Nên sao có nghĩa nó trôi đây đúng không? Hiểu chỗ này là đúng không? Bây giờ cái hậu có nghiệp nó tức là tính từ kiếp cái hiện tại này trở về trước phải ba kiếp nữa đúng không? À, thì đến đây là cái hậu có nghiệp, tức là hậu có nghiệp nó sanh vào cái kiếp thứ ba so với kiếp này trở về trước trước nữa, nó tính từ kiếp này đúng không? Giờ thì cái hậu có nghiệp kiếp trước này nó mới cho đây nữa, là nó vô đây nữa đúng chưa? Thiện hay bất thiện cũng cho vô đây nữa đúng không? Mà cái này so với cái này, cái này là kiếp là hiện tại đúng không? Thì cái này là hiện tại quá khứ đúng nha. Rồi trước hiện tại quá khứ nên là sanh quá nghiệp, kiếp trước hiện tại quá khứ. Rồi trước cái kiếp hiện thì trước cái kiếp hiện tại quá khứ nữa, trở về trước nữa, nó là cái hậu quả nghiệp. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Chấm tức là chỉ cho tâm sở tư có trong sát na động lực thứ hai cho đến sát na động lực thứ năm. Trong lộ động lực cho kết quả của nghiệp ấy, vào kiếp thứ ba của kiếp hiện tại quá khứ trở đi. Tấm như này. Như vậy với các trường hợp trên, vậy với các trường hợp trên nghiệp quá khứ được tạo ra, nghiệp quá khứ được tạo ra và quả của nghiệp quá khứ ấy đã hình thành, nghiệp quá khứ đã tạo ra và quả của nghiệp quá khứ ấy đã hình thành. Chẳng phải cả hai không còn có hiệu lực, cả hai không còn có hiệu lực sau khi quả của nghiệp ấy diệt đi. Chấm. Đây là nghiệp quá khứ có quả của nghiệp quá khứ. Đây gọi là hai chấm mở ngược kép, mở ngược kép. Nghiệp quá khứ có quả của nghiệp quá khứ ấy. Amen.